Tấm cám ngoại truyện. Trời đất quỷ thần ơi, con gái của ai mà đẹp xỉu úp xỉu đau vậy nè? Con gái của má cho ai? Rồi nhớ lời má dạy chưa? Đi nhẹ nói khẽ cười duyên, đừng có mà đi bóp bóp con trai nó chạy mất dép cho đó. Dạ con nhớ rồi. Để con đi ở nhà trước. Cái nốt giống má nó ghê á. Con tắm đâu ra đâu biểu? Dạ dì kêu con. Tiền trong thẻ này đủ cho mày ăn học đó. Con cảm ơn dì. Ơn nghĩa gì, tao có điều kiện. Mày cầm số tiền đó rồi vĩnh viễn cút khỏi căn nhà này. Nhà này là tiếng con để lại cho con. Dì dựa vào đâu mà đuổi con đi? Dựa vào đâu? Dựa vào tao nuôi mày từ nhỏ, dựa vào tao cho tiền mày học đại học 4 năm. Tôi hiểu rồi, bấy lâu nay bà chỉ muốn độc chiếm cái nhà thôi đúng không? Có trách á thì trách con gái mẹ của mày yểu mạng chết sớm nên tao mới có cơ hội bơi vào. Mà tía của mày á có coi tao là vợ của ổng đâu, trong tim của ổng chỉ có mẹ con mày thôi. Bà không được phép nhắc đến mẹ tôi. Ừ chắc tao thèm á. Số tiền này tôi không cần. Bà hãy nhớ đến ngày hôm nay, tôi sẽ khiến cho bà hối hận.